Xin chào quý khách hàng đến với kênh Tu Tút Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và độ dài là 13m, được đúc kiên cố là 1 trệt và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có khoảng sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính nam, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm thông, mình thấy là vừa mua để ở mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm. Rồi mình sẽ chiếu sơ qua cái con đường trước nhà để khách hàng cùng tham quan. Thì căn nhà mình nằm trên một cái con hẻm trước nhà rộng lên đến khoảng 5m. Xe hơi xe tải thì đây di chuyển vào căn nhà của mình rất là thuận tiện. Cũng như bây giờ mình sẽ trở lại với lại mặt tiền chính của căn nhà và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu về khách hàng về một căn nhà đã được anh chị chủ nhà phun một số nội thất tặng kèm. Và chỉ với giá 5 tỷ 200 triệu đồng là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng hơn 1 mét mình để giày dép cũng như mũ bảo hiểm phía bên ngoài. Cũng như di chuyển vào bên trong là mình sẽ đến với lại hai lớp cửa. Một lớp cửa cuốn phía bên ngoài và kế tiếp là mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly, rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng khách chi tiết của căn nhà. Thì bên trong không gian phòng khách căn nhà mình cũng đã được anh chị chủ nhà sắm sẵn cho mình một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi, cũng như hai bên thì mình có những cái mảng tường được ốp gỗ trang trí và ốp đá trang trí rất là đẹp. Và phía bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Đây là khu vực không gian phòng khách chi tiết của căn nhà và chỉ với giá 5 tỷ 200 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trên một cái con hẻm thông thuộc đường Phạm Văn Chiêu, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như căn nhà mình thì nằm ngay ngã ba Phạm Văn Chiêu và cây châm, gần ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu. Cũng như căn nhà mình thì mình có thể di chuyển vào căn nhà mình bằng nhiều con đường như con đường cây châm, đường Lê Văn Thọ, đường Phạm Văn Chiêu để vào căn nhà mình được. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Thì bên trong không gian phòng bếp căn nhà mình cũng đã được anh chị chủ nhà sắm cho mình một bộ bàn ăn, 6 ghế để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Như tủ bếp, kệ bếp thì mình được làm bằng gỗ rất là đẹp và mình sẽ có khoảng không gian để tủ lạnh. Và khu vực bên trong không gian phòng bếp căn nhà mình thì cũng được anh chị chủ nhà ốp những cái mảng tường trang trí rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng bếp chi tiết của căn nhà. Cũng như mình sẽ di chuyển lại khu vực nhà vệ sinh thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở dưới khu vực cầu thang, mình phục vụ cho khu vực ở dưới không gian phòng khách, khu phòng bếp của căn nhà mình. Rồi mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để khách hàng cùng tham quan cũng như chiêm ngưỡng một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm thông và chỉ với giá 5 tỷ 200 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu cho mình một căn nhà vừa ở vừa mở văn phòng công ty cũng như mình mua đầu tư. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà và mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì toàn bộ cửa trong căn nhà mình được làm bằng gỗ và sơn cho mình một cái tông màu đen. Bên trong không gian phòng ngủ căn nhà mình thì được thiết kế rất là rộng. Mỗi lầu thì mình sẽ có hai phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh. Cũng như phòng ngủ mình đều có cửa để đi ra ban công phía bên ngoài, lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Đây là khu vực không gian phòng ngủ
Phía trước phòng ngủ số 1 của căn nhà. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển sang phòng ngủ số 2. Thì căn nhà mình được thiết kế mỗi lầu là mình sẽ có một cái nhà vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng. Cho nên là không gian phòng ngủ căn nhà mình rất là rộng. Và bên trong không gian phòng ngủ thì cũng đã được anh chị dán những cái mảng giấy dán trang trí cũng như rèm cửa đã được may sẵn để tặng kèm cho khách hàng. Thì chỉ với giá trên dưới 5 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp cuối năm 2020 này. Thì quý khách hàng đang xem video, cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đang có một cái giá rất là mềm. Chỉ trên dưới 5 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà có công năng sử dụng phòng khách, phòng bếp, sân để xe máy, 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng căn nhà mình là hướng chính nam, phù hợp cho cái nhà thuộc mệnh đông tứ trạch. Cũng như căn nhà mình thì chỉ cách đường trục chính khoảng 50 mét thôi, rất là thuận tiện để mình mua để ở, mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm. Và chỉ với giá trên dưới 5 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà. Mình sẽ di chuyển ra khu vực phía trước. Thì phía bên trong mình sẽ có một cái khoảng không gian để mình có thể làm phòng thờ, cũng như phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng sân khá là rộng. Bên trong này thì bên ngoài mình cũng có thể làm phòng thờ cũng như sân phơi ở phía bên ngoài. Và di chuyển lại khu vực phía sau là mình sẽ đến với lại khu vực phòng giặt và sân phơi phía sau của căn nhà. Và quý khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật những cái sản phẩm mới nhất lên cho khách hàng cùng tham quan, cũng như lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà phù hợp với lại nhu cầu đi lại cũng như với mệnh giá phù hợp với lại gia đình mình. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.